Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Đến giờ mẹ em đi dựng hai thanh niên dậy để anh sói đi học em chích đi nhóm chơi đây. Peppa ok. Chị tranh thủ chơi. Cũng phải mặc đồ vào, cũng phải tai nghe. Ok, done. More. How about doggy? Đưa cho em hai viên thuốc. Ok. Rồi turn over here. Wow, say cheese. Thế còn mấy em chó đi ra con? How about doggies? Quay đây mẹ xem nào. Yêu quá. Bệnh viện này, quán cà phê này, bây giờ chuyển thành bệnh viện đi. Yeah. Em cháu ngồi xuống nhé để chị nghe nào. Nghe tim em nào. Không à? Đúng rồi, thế em ngồi đấy đi. Peppa thế nào? Xem phim chụp. Yeah. Wow. Em có sao không? Hỏi em có sao không? Thơm em đi. Thơm em là em khỏe. Thơm. Không đưa vào tai thì nghe kiểu gì hả con? Không đưa vào tai thì nghe kiểu gì hả Joey? Joey? How about this? So I look. This one. Em ngựa thì thế nào nhỉ? Sao em ngựa lại nằm đây nhỉ? Doctor, I'm so sick. Doctor Zoe, I'm so sick. Can you check on me, please? Yeah. Oh, check on me. Ôi dồi ôi, bác sĩ nhảy. Hop hop hop. Ôi nghe. Em có làm sao không? Okay, em okay. Thơm em chứ nhỉ? Bác sĩ phải thơm em chứ nhỉ? I'm happy. Yeah. Guys, morning. Good, look at her. She loves it. Yeah. The vet doctor. Hey. Lâu lâu mẹ em không kiểm tra cái quyển sách lưu các thứ ở trường của em rồi này. Có thêm rất nhiều thứ nhá. Mấy con sâu em làm này. Tranh em vẽ này. Hoa này. Gì nữa nha. Nhiều thứ phết đấy. Cái mũ làm hồi Easter năm ngoái. Năm nay chứ. Easter tháng 4. Rồi trang trí em thỏ này. Ngày này là ngày của mẹ. Ảnh mẹ với giói các cô chụp. Nhiều từ chưa? À đây. Đây là cái tranh mà các em ấy nằm lên giấy xong rồi vẽ khung người ấy. Và tô màu. Một mình sói nằm như thế này tô trông giống em nhỉ? Tóc đây. Cái đầu, tóc này, tay. Lúc đầu mình nhìn vào đây mình cứ tưởng là em đứng kiểu điệu nhảy. Hóa ra là em nằm như thế này. Còn các bạn thì toàn nằm thẳng thôi. Mình vẫn còn cái tranh này ở nhà. Khi nào làm khung to, vì nó cả chiều dài người em à, treo lên trong phòng. Nữa này. Gì nữa đây? Cái ngày các em ấy làm boomerang. Rồi tập cắt. Tôi kéo. That's cool. Ngày picnic. Teddy bear. Rất nhiều thứ. Em ngồi đây ăn sáng. Đợi nhóm chơi mở cửa thì hai mẹ con vào nhỉ.
Jojo. Trích đến nhóm chơi chỉ thích ngồi cắt với chơi đất nặn thôi. Ở nhà em không được dùng kéo mà. Sharp sharp sharp. Sharp sharp sharp. How about that one? Is that a teddy bear? Teddy bear? Yay! Cut, cut, cut. Oh, that's the right way today. Yeah. Bop, 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 bop. Wow! Teddy bear. Can mommy see? Can we? Cầm tay anh. Không thì cầm tay mẹ nào. Take mommy hand. Đấy. Thấy anh làm gì là cũng phải làm theo. À, à, à. Car coming. Nhanh lên cầm tay mẹ. Không. Rồi, đi sang đường nào. Go, go, go. Go, go, go. This way. This way. Xe ở đằng này. Mặt anh sói bắt đầu có... Oh, to see my freckles. Có freckles. Có tàn nhang rồi đây này. Đây này. Nên là mỗi lần ở trường đó là con phải bôi kem chống nắng rồi chứ. Các em bây giờ là học tự bôi kem chống nắng, nhưng mà sáng ra mẹ em vẫn phải bôi lên má cho em trước khi đi đấy, vì em không biết đưa vào những cái chỗ này ấy. Ok, wait mommy, ok. Đồ ăn thừa ở trường của anh sói đây. Trích xử lý đi. Không à. Thế con ngồi hẳn xuống. Rồi, sit down please. Ngồi kiểu gì đấy? Trích ngồi kiểu gì đấy? Cái ghế ở tít đằng kia. Thế mà đu người ra đây là thế nào nhỉ? Dưa chuột đấy. Con ăn đi. Dưa chuột này, dâu tây này. Ăn năm năm đi này. Ngon không? Năm năm. Em không ngủ chưa? Are you tired? No, are you good? Good. Tối nay sói lại đi học nhảy. You wanna go and have a nap? Không ngủ một xíu nhá. Xong trên đường đi học nhảy lại ngủ. Mà ngủ được có 15 phút thôi. Are you okay now? Yeah, because I was having the heart because the heart make me sick, so I need the cold to make me the heat, sick. Not the hot. The heat. No papa cái gì? Ăn đi. Em ăn đi, em no papa cái gì ấy? Hả? No papa. Heat me. Zoe. No eating sugar. No. Open your mouth. Giấu cái party pie xong giả vờ là Johnny giấu đường chứ. Giấu đường, giấu kẹo chứ. Nha. Zoe. Eating sugar. Thôi ăn đi. Nha. Mẹ cho em Trích đi ngủ nhá. Có khi mẹ em phải cho em Trích đi ngủ một xíu đây. Chứ lên đến xe đi đến lớp học nhảy của anh sói mà cả hai anh em cùng gà gật ngủ á, là mẹ không khiêng được cả hai anh em đâu. Nhá. Johnny but. What? Johnny. Ăn hết thì đóng vào con. You finish. Đóng con rồi nhỉ. Nào lấy cái này đóng vào. Không nó chảy ra con. Now, Raphael, please, can you close it? Please, take this. Rồi, để con đóng nó vào. Ra ngoài kia nằm nghỉ một tí nhá.
You want to relax a little bit? Would you like to go and lie down, have a bit of relaxing? Oh no, I just want anybody bowling me. Bowling me because that just makes me happy, happy. Kissy? Bowling. No, I see that. Make me happy. Happy, happy. I love you. Thank you. I love you. I love you. I love you. Rồi, rồi. Mẹ Linh. Mẹ Linh. Đúng rồi. Không nhưng mà nói ngọt ngào một tí chứ. Mẹ Linh. Mẹ Linh. Đúng rồi. Ba Ross. Ba. Đúng rồi. Ba. 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 Ngoại. Ngoại. Đúng rồi. Ba ngoại nói ngọt ngào xem nào. Ba ngoại. Đúng rồi. Mẹ Linh. Mẹ Linh. Nói cơ mà không phải biểu cảm khuôn mặt. Mẹ Linh. Mẹ nhín. Mẹ Linh. Thèm cái gì? Muốn cái gì? Ăn cái gì? Daddy bar. Ăn chocolate custard rồi. Ăn daddy bar. Hả? Rồi, mẹ Linh. Mẹ Linh. Mẹ không nói rõ ràng chứ. Mẹ Linh. Đúng rồi, nhưng mà nói kiểu ngọt ngào như nào? Mẹ Linh. Mẹ Linh. Đúng rồi. Mẹ Linh. Ồ, anh thử nói lại. Mẹ. Mẹ. Linh. Mẹ. Oh, that's great. Mẹ đây. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Đúng rồi. Mẹ ơi. Mẹ Linh. Here you go. Ngập miệng đang ăn. Ai muốn nhìn thấy đồ ăn như thế đâu. Mẹ. Linh. Đúng rồi. Anh. Sói. Sói. Sói đứng nhồi. Đấy, đung đưa kiểu gì đấy. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mommy, you did a stupid thing to me. What is that? Hả? Cái gì? These butt trousers. Hả? If you just... Ăn daddy bar nhá. Mẹ lấy cho cái daddy bar nhá. That's very silly thing to do, isn't it? Yeah, it's stupid thing to do. It's silly thing to do. And stupid thing to do. No stupid. Say silly. Silly thing is. No, stupid is rude. Silly. But if you would put these off and... That's rude and silly. Silly Billy. And rude and stupid. Would you like daddy bar? Yep. What do you need to say? Beep, okay, poppy, poppy, beep, beep, beep. Stop, stop, cái gì mà stop, stop nha? Stop, stop, cái gì? Soi muốn ăn cái này. Protein. Sang chưa? Đi nhá. Đi đi con đi. Vào gọi em dậy nhanh. Anh Sói chuẩn bị xong rồi. Bây giờ đi đi lớp nhảy của em nào. Con vào gọi Zoe đi. Em ngủ đấy. Say Zoe, wakey wakey. Quần áo của em chích mà em chưa gấp được. Mới thu vào thôi. Zoe. Wakey wakey. Ô ô ô. Gọi em dậy nhẹ nhàng chứ. Đi thế con lên xe đi để mẹ. Mẹ gọi em dậy. Ra mở cửa lên xe đi. Nhanh, mở cửa lên xe. Đang đồng. Hả? Chào. Cái gì? Chào. Up and down.
up and down. Sói trước khi đi học nhảy thì không ngủ. Đi học nhảy rất là vui vẻ. Hôm nay em không bị mệt. Nhưng mà đây, trên đường về thì em lại ngủ. Này, xuống xe nhá. Nha. No, mama. Xuống xe đi. Yes, mama. Yes, mama. Cho em chích ra trước nè. Cho em chích ra trước nè. Cô, cô. À, làm chào. Rafi. Raphael, be home. Về đến nhà rồi con. Be at home. Papa có tự vào trong nhà nằm đi con đi. You just wanna relax. Oh. Okay, do you want mommy carry you? Yeah. Mệt quá mà con. I'm not tired, mom. Okay, okay, okay. Mommy gonna open the door for you. Ôi giời ơi, trời ơi, trời. Tối nay bà Sở Trích mua đồ ăn tối về. Ba em mua đồ ăn tối về. Nè, hi Jojo. Hi Jojo, em thì được ngủ. Hi, nên là em líu lo lắm, dạ. Yeah. Em líu lo lắm nha. Nào. Come on. Come on, come on, come on. Mẹ bé, mẹ bé xuống. Con muốn đi đâu? Chloe á. Dạ. Đến anh sỏi. Nào, đứng ra mẹ đóng cửa. Vừa ăn vừa hát. Mẹ em bé em ra khỏi xe. Em mắt nhắm nghiền, buồn ngủ lắm rồi. Ba gọi, ba gọi, ba gọi. Thế nhưng mà vẫn biết nói mẹ ơi con phải ăn cái gì đã rồi con mới đi ngủ. Hello. Hi babe. Ba cúp máy rồi. Nói hello thế nào? Trên đầu em có cái vết đỏ đỏ gì đây? Hello. Đấy anh sói bảo mẹ ơi con phải ăn tối đã. Xong con mới ngủ. Mẹ em lại nấu đồ ăn tối vậy. Ba em vừa gọi điện. Thay đổi kế hoạch luôn. Thôi ba đừng mua đồ ăn nữa. Nhà mẹ nấu pasta. Sói ăn tạm đồ ăn sáng. Coco Pops với sữa. Con đợi nhá, con đợi để ăn pasta nhá. Để con ăn cái này đi này, con ăn dưa chuột đi này. Sandwich này cả ngày rồi không ăn nữa. Mẹ sói Trích chỉ có nhiệm vụ luộc mì thôi. Ba em về, ba em nấu sốt. Fire! Wow! I want this clean now. Good job, Rafi. You done? You finished? And now I want Coco. Oh, oh. I want Coco Pops. This is Coco Pops. But now I want another one. Another Coco Pops. Wait for dinner. But when? Đợi pasta đi con. When? 5 minutes. 5 more minutes. Okay? Em Trích thấy anh ăn là cũng ăn, cũng đòi ăn. I want Coco Pops. No! Sorry. It's mine. Ê. Bảo anh đợi ăn tối đi. Nói. No, Baba. Wait for dinner, okay? 5 more minutes. Okay? 5 phút nữa thôi. Đói quá. Ăn hết một bát đầy rồi vẫn đói. Can you wait? What? No, Nutella sandwich for breakfast. Zoe, can you share? Can you share to Rafi? Chia sẻ với anh tí. I'm getting sick, mommy. I'm getting sick. Or maybe you need to go and see doctor then. No, because or go to bed then. I need food so I can't get sick. Okay, so you need to rest a little bit. No, I need food to make me better. But muốn đồ ăn thì phải đợi mẹ nấu đấy chứ. Cuống hết cả lên. Nhâm nhâm nhâm. Thấy anh sói bưng bát lên ăn. Thế là cũng học theo nhanh lắm. Cái gì cũng thế. Nhìn mọi người làm là làm theo ngay. Nhạc.
Zoe, Zoe. Mẹ Linh. Mẹ Linh. Ôi ôi ôi, che miệng, che miệng. À. Đúng rồi, ho rồi phải che miệng lại chứ. Dan. Dan. Mẹ Linh. Mẹ Linh, nói mẹ Linh lấy đồ ăn nhỉ? Mẹ Linh. Mẹ Linh. Mẹ Linh. Đúng rồi, nói bằng cả trái tim chứ, nói ngọt ngào chứ. Rafi, Rafi, can you say mẹ Linh? Rafi. Hả? What? Rafi being silly, isn't it? Being silly. Mẹ Linh. Mẹ Linh. Yeah! Nói bằng cả trái tim mẹ nghe nào. Mẹ Linh. Con yêu mẹ lắm. Mẹ cũng yêu tổ. Mẹ Linh. Peekaboo. Mẹ Linh. Thôi ăn đi. Đói ăn giống anh thì ăn đi nha. Mẹ con sẽ trích lại, hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng tại Việt Nam mọi người nha. Zoe. Mẹ Linh. Đúng rồi. Rafi. Raphael. Lực. Mẹ Linh. Mẹ Linh. Bye.